Chào em. Chào anh. Em đang làm gì đó? Em đang đi chuẩn bị đi ra ngoài đi về. Đi về hả? Ở đây đẹp quá ha. Dạ đúng rồi, ở đây đẹp lắm anh. Em là con gái miền Nam đúng không? Dạ đúng rồi, em gái miền Nam. Vậy thì sở thích của em là gì? Sở thích của em hả? Em có nhiều sở thích lắm anh. Ví dụ như em sở thích đọc sách nè, em thích nghe nhạc nè. Thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi với bạn. Và con gái tụi em nữa cũng thích make up nữa. Thỉnh thoảng cũng sẽ make up cho đẹp. Em có sở thích khác với việc là đi uống cà phê hay là đi du lịch hay là đi chơi ở đâu đó không? Dạ có, em cũng rất là thích đi du lịch, đặc biệt là đi du lịch ra những cái khu vực mà có nhiều núi. Ví dụ như khu vực miền Bắc hoặc là Đà Lạt ở Việt Nam mình. Cái sở thích mà em dành thời gian nhiều nhất cho nó là sở thích gì? Dành thời gian nhiều nhất hả? Chắc là nghe nhạc á anh. Nghe nhạc. Em rất là thích nghe nhạc. Vậy là nghe nhạc là sở thích quan trọng nhất của em. Dạ. Đúng. Có thể nói gì vậy? Cảm ơn em. Em rất là đẹp khi mà đi trong một cái buổi chiều mưa rơi nho nhỏ, một cái con đường đẹp như vậy đó. Đúng là một cô gái miền Nam, có đúng không? Chính xác. Cảm ơn anh. cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Chào anh nha. Dạ. Dạ chào em. Dạ chào anh. Em tên là gì? Em tên là Adam. Em không phải là người Việt Nam. không phải người Việt Nam. Em là người nội quốc. Tại sao em ngồi đây? Em muốn sống ở đây. Em muốn sống ở Việt Nam. Đúng rồi. Đúng rồi anh. Sở thích của em ở Việt Nam là gì? Em thích đi ăn phở. Em thích ăn phở và nghe karaoke. Và nghe karaoke. Đúng em, rồi ạ. Em có hát karaoke không? Em có hát karaoke không? I'm sorry đó. Có hát. Em có hát karaoke không? Hiểu. Không. Em chỉ nghe karaoke. Em chỉ nghe karaoke. Tốt. Vậy là em có hai sở thích ở Việt Nam. Một là hát karaoke và hai là ăn phở. Yeah. Em còn sở thích nào khác ở Việt Nam không? Có. Em thích đi phòng tập gym. Phòng tập gym? Rất thú vị. Đưa con gái của em đi bơi lội. Đưa con gái của em đi bơi lội. Đúng rồi ạ. Và em còn một sở thích nào khác nữa không? Ví dụ là uống cà phê, ăn bánh mì. Em thích bánh mì và bún bò Huế. Cuối cùng, em thích Việt Nam không? Can you say that question again? Cuối cùng, em thích Việt Nam không? Cuối cùng là gì? Finally. Cuối cùng, em thích Việt Nam không? Are you just asking finally do you like Vietnam? Yeah. Okay. Cuối cùng em thích Việt Nam không? À, đúng rồi anh. Em thích Việt Nam rất nhiều. Okay. Rất tốt. Cảm ơn em. Yeah, cảm ơn em. Chào em. Chào anh. Em đang làm gì đó? Em đang nhìn ngắm bờ hồ. Nhìn ngắm bờ hồ đẹp quá ha. Dạ. Em có thể nói cho anh biết sở thích của em là gì không? Em có rất nhiều sở thích. Nhưng mà sở thích em thích nhất đó là đi cà phê. Đi uống cà phê. Đi uống cà phê, dạ. Em có thể nói cho anh nghe là tại sao em thích đi uống cà phê? Bởi vì khi mà em đi uống cà phê thì em uống được những cái loại cà phê rất là ngon. Dạ. Và em có thể gặp bạn bè, tụi em nói chuyện với nhau. Hoặc là em có thể có được một không gian yên tĩnh cho bản thân của mình suy nghĩ. Dạ. Em suy nghĩ là có nhiều người Việt Nam có cùng sở thích uống cà phê giống như em không? Dạ, dĩ nhiên là có. Người Việt Nam rất thích uống cà phê. Và đó là sở thích của nhiều người đúng không? Dạ, đúng rồi. Thế thì cái câu cuối cùng của em về sở thích của em sẽ là gì? Câu cuối cùng về sở thích của em là cà phê Việt Nam rất là ngon. Dạ. Bên ngoài sở thích uống cà phê thì em còn sở thích gì khác không? Em có sở thích là đọc sách. Và? Và hát.